Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Thống Nhất vừa tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm ngoái và quý 1 năm nay, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo báo cáo, trong năm trước và quý 1 năm nay trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ cháy, gồm 2 vụ cháy nhà dân và 1 vụ cháy xe ô tô, gây thiệt hại về tài sản, không gây thiệt hại về người. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong thời gian tới, huyện Thống Nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, duy trì và nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, mỗi gia đình có một bình chữa cháy, trang bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, rà soát lắp đặt đường ống các trụ cấp nước phòng cháy chữa cháy tại các tuyến đường, tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy nhất là tại các chợ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức tốt hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.